Vũ Nhân, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay ngày 24 tháng 12, Vũ Nhân đang đứng trước một bệnh viện lớn ở thành phố Fresno, miền trung của bang California. Tại đây, bệnh viện phải dựng thêm nhiều dãy lều bên ngoài bệnh viện để chữa trị cho các bệnh nhân. Thưa quý vị, đây cũng là tình hình chung của các bệnh viện tại miền trung của bang California, cũng như nhiều bệnh viện hiện nay tại bang California. Water has a capacity, but as you know, the whole California, the ICU's capacity has been going down. We are struggled. I hope it doesn't get worse in the holidays, because what we are seeing right now is all a Thanksgiving-related COVID people who are sick and came in here. We really don't want to see more than this. We will be challenged to see further ICU patients, and we will have no place eventually to just let them be in the ER and take care in the ER. So we do have capacity now, but that's again very limited and then very struggling. And to know that typically patients who should be in the ICU, some of them are going to the floor. So the acuity has been kind of shifted towards medical floor as well. Riêng tại quận hạt Fresno, miền trung của bang California, các quan chức y tế cho biết bệnh nhân nhập viện quá đông, các bác sĩ, y tá, các nhân viên của các bệnh viện trong vùng không đủ sức để chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhân trong đợt bùng phát COVID-19 lần này. Nhiều bệnh viện tại đây cũng cần thêm nhiều bao đựng xác cho những người chết và nhiều phòng lạnh dã chiến để bên ngoài các bệnh viện để bảo quản xác cho những người đã bị chết. Vũ Nhân kính mời quý vị xem một đoạn video đau lòng được cung cấp bởi Trung tâm Y tế Cộng đồng Fresno, cho thấy những giọt nước mắt của các bác sĩ, y tá, những nhân viên làm việc trong bệnh viện kể lại những câu chuyện thương tâm. You're having 30-year-olds lose their life. It's heartbreaking. They're too young, you know. They're way too young. For no reason. We still take it to heart as well. So it's been really hard as a nurse to be seeing people that their life has ended over COVID. One thing to say you want this to end, it's another to do something to end this. Thưa quý vị, đó là những gì xảy ra ở miền trung của bang California. Và hiện nay, đây là những thông điệp, những lời tâm huyết của những bác sĩ, y tá, những nhân viên y tế, những người có trách nhiệm tại miền Nam và miền Bắc của bang California. Tôi là bác sĩ Mai Khanh Trần ở Bệnh viện Nhi Đồng ở quận Cam. Đây là lúc đen tối và nguy khẩn nhất trong đại dịch COVID-19. Ở Nam Cali, nhà thương đã hết giường, ICU đã hết giường và phòng cấp cứu không còn chỗ để xe cứu thương đem bệnh nhân tới. Sau 9 tháng, bác sĩ, y tá đã rất là mệt mỏi, nhưng chúng tôi có một niềm hy vọng, đó là chích ngừa COVID-19. Nhưng chích ngừa này sẽ không đến kịp cho nhiều người trong cộng đồng chúng ta, nên chúng ta phải bắt buộc tiếp tục đeo khẩu trang, cách ly. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, COVID-19 đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại hạt Santa Clara. Số người chết vì dịch bệnh COVID-19 chỉ đứng sau bệnh tim và bệnh ung thư. Các viên chức sở y tế đã thống kê và thật đáng buồn là số trường hợp tử vong trong quận hạt của chúng ta đã vượt quá cột mốc quan trọng là 600 người. Tính tới thời điểm hiện tại thì đã có tổng cộng 60.000 ca trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và có 632 người phải mất mạng vì con virus này. Chủ tịch Hội đồng Giám sát và Cindy Chavez đã nói rằng chúng ta thực sự rất buồn vì gia đình của những người đã khuất này sẽ rất đau buồn trong mùa lễ năm nay. Quý vị cũng đừng quên là vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang phải nằm viện trong quận hạt và các nhân viên y tế đang cố gắng từng giây từng phút để giúp cho những bệnh nhân này vượt qua giai đoạn khó khăn, vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Bữa cơm gia đình tưởng chừng như là đơn giản bởi vì chúng ta gặp nhau, cùng nhau vui, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, nhưng đó lại là cái nguy cơ rủi ro cao nhất lây lan bệnh COVID-19. Hãy bảo vệ những người quý vị yêu thương bằng cách ở nhà, hãy đừng ghé thăm một nhà khác hoặc là đừng ghé thăm một người nào không sống chung nhà của quý vị. Chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau trong tương lai, thành ra là hãy bảo vệ tất cả những người mà quý vị thân yêu và bảo vệ cho chính sức khỏe của quý vị để chúng ta còn có thể gặp nhau trong tương lai. Tôi là Tu Yên Nguyễn, giáo sư và tiến sĩ y tế cộng đồng. COVID-19 cases have been rising significantly. Now is our most challenging time of the pandemic during the holidays,
We miss our loved ones, but you are not alone. Please seek help from medical and mental health professionals and continue to follow prevention guidelines. Wear a mask, wash your hands, and watch and keep in safe distance. And when you're next in line, please consider getting the vaccine. We can get through this together. Tôi là bác sĩ Nguyễn Bích Liên, hội trưởng của Hội Ung thư Việt Mỹ. Để giữ an toàn trong đại dịch COVID, xin tất cả mọi người nên tránh đám đông, tránh tụ họp, rửa tay thường, nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Để mừng lễ, chúng ta chỉ nên mừng lễ với gia đình nhỏ thôi. Thuốc chủng ngừa COVID rất hiệu nghiệm và an toàn. Càng nhiều người chủng ngừa, thì chúng ta càng có nhiều cơ hội dập tắt được COVID để đời sống trở lại bình thường. Thưa quý vị, Noel năm nay sao mà lo và buồn hơn vui? Cũng chỉ vì China virus, California là tiểu bang đầu tiên có hơn 2 triệu người bị nhiễm China virus và hơn 23.000 người phải tử vong. Ngay bây giờ, trong khi chúng ta đang vui vẻ đoàn tụ bên người thân bạn bè với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho nhau, thì trong lúc này, các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế tại các bệnh viện, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những nhân viên cứu thương trên toàn tiểu bang California, họ phải ngày đêm hy sinh, chiến đấu, họ mang mạng sống của chính họ và sự an nguy của họ và gia đình của họ để bảo vệ, cứu lấy mạng sống của các bệnh nhân. Noel năm nay và năm mới không có lời chúc mừng nào tốt đẹp hơn là chúc cho nhau tự bảo vệ mạng sống của chính mình, gia đình mình, bạn bè mình, người thân của mình để không làm phiền đến cộng đồng và xã hội. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.